Mới đây, câu chuyện của một cô gái quyết tâm nghỉ việc vì bị đồng nghiệp soi mói tiền lương đã nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Đa phần đều phản đối việc công khai tiền lương nơi công sở vì việc này mà khiến cô gái trẻ stress dẫn đến việc nghỉ việc. Theo chia sẻ, cô gái đang làm việc tại một công ty ở Hà Nội. Sự việc bị lộ lương trong công ty cũng như bị đồng nghiệp soi mói khiến cô cảm thấy rất sốc. Do vậy, dù mùa dịch COVID-19 khó khăn, cô vẫn đưa ra quyết định nghỉ việc. Nguyên tắc bảo mật tiền lương nhân viên là điều ai cũng biết trong môi trường làm việc công sở. Nhưng cô gái này đã không nhận được quyền lợi tối thiểu đó. Cô gái chia sẻ, việc cô nghỉ việc trong công ty hoàn toàn không phải vì không làm được việc hay công ty khó khăn mùa dịch. Nguyên nhân chính đó là quá stress. Vì cô muốn làm rõ chuyện lương mình bị lộ khiến trưởng phòng và những đồng nghiệp thân tín của trưởng phòng cảm thấy không mưa. Theo chia sẻ của cô gái, bước vào công ty với vị trí trưởng bộ phận sáng tạo, cô đã hy vọng về những ngày tháng làm việc nhiệt huyết và chăm chỉ. Thế nhưng mọi thứ không như là mơ. Một ngày cô phát hiện ra lương của mình bị công khai cho cả phòng biết. Thậm chí cô còn phát hiện việc công khai lương của mọi người trong phòng là việc vẫn diễn ra như lệ làng từ trước đến nay. Hoang mang và cảm thấy khó chịu về sự việc trên khi vấn đề bí mật cá nhân lại bị đưa ra bêu xíu và bàn tán. Ngay sau đó, cô đến gặp bộ phận nhân sự với mong muốn tìm được lời giải thích. Tất cả những gì cô nhận được đó là họ cũng không hiểu tại sao mức lương của cô bị công khai bởi quy định của công ty chính là hoàn toàn giấu kín mức lương của mỗi người. Về trưởng phòng biết chuyện cô làm việc với nhân sự, các nhóm chat bí mật được hình thành và đương nhiên cô không được có mặt trong các phòng chat đó. Đi làm thì thường xuyên bị nhận ánh mắt giả lạnh kèm theo những lời bàn tán xì xầm. Ở phòng bình luận, nhiều tài khoản cho rằng cô gái trẻ đã may mắn thoát khỏi một môi trường làm việc thiếu sự tôn trọng dành cho nhân viên và khiến mình cảm thấy áp lực. Hy vọng cô gái sẽ sử dụng những khả năng của mình để có thể tìm được một doanh nghiệp tốt hơn, nhất là có được nơi khiến mình an tâm để làm việc.